Bây giờ là 9 giờ sáng, mình cũng đã đến được cái khu vực Đèo Cả. Đây là thuộc cái địa phận huyện Hòa Vĩnh, tỉnh Phú Yên. Phía trước chính là cái cung đường mình phải đi qua, nằm gần cái khu vực Đèo Cả. Mình sẽ đi thẳng thì khoảng 1 km sẽ đến Đèo Cả. Và cái ở đây mình thấy có một cái khung cảnh rất là đẹp. Một bên là đồi núi, cánh đồng, mây, rất là đẹp. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 365. Đây là biển báo chỉ dẫn hướng vào Đèo Cả, hướng đi Đèo Cả. Và ngày hôm nay như các bạn thấy là trời mưa âm u, mưa lác đác, cho nên các bạn thấy mình mặc áo mưa để mà chống ướt. Và trước mặt các bạn sẽ là lối đi vào Đèo Cả. Và ngày hôm nay mình cùng các bạn đi vượt qua hành trình vượt Đèo Cả. Và các bạn xem video yêu thích, các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và đây là khúc mình bắt đầu vượt qua Đèo Cả đoạn đầu tiên. Các bạn thấy là qua những khúc cua, những con đường đều là những cái khung cảnh đẹp tuyệt vời của dải đất hình chữ S Việt Nam chúng ta. Tại những cái vị trí mà cua, những vị trí thấp thì người dân dựng lên những tấm lều để người ta mưu sinh ở đây, bằng cách là người ta sẽ sử dụng nguồn nước ở trên đỉnh núi chảy xuống để mà rửa xe để kiếm tiền. Phía dưới cái con đèo này là cái dọc theo bờ biển rất là đẹp. Tuy nhiên hôm nay thì thời tiết không có thuận lợi cho lắm, không ủng hộ cho mình hành trình cái vượt Đèo Cả. Đó là một cái khúc cua, ôi quá đẹp. Ở đây người ta dựng lên những túp lều để mà mọi người khi đi qua đây dừng chân mà nghỉ mệt. Đèo Cả là nơi mà giáp ranh nối giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, với chiều dài là 12 km. Tuy nhiên là hiện nay là đã có hầm Đèo Cả rồi. Nếu chúng ta đi bằng ô tô di chuyển qua đây thì chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút là có thể di chuyển qua Đèo Cả rất nhanh chóng và thuận lợi. Thì từ khi mà có hầm Đèo Cả thì con đường Đèo Cả đi qua uốn lượn dọc theo bờ biển này sẽ nó vắng bóng xe khách hơn nhiều và nhường chỗ lại cho xe máy. Tuy nhiên là mình rất là thích đi ngắm nhìn những cái khung cảnh uốn lượn dọc theo cái con đèo cả này. Như các bạn thấy là con đường đó uốn cua rất là đẹp. Tuy nhiên cái thời tiết hôm nay là không có ủng hộ cho mình cho lắm. Trời có mưa lâm râm và mây mù, không có trong xanh, cho nên các bạn thấy là nó rất là ảm đạm. Đối lại thì cái thời tiết nó không được ủng hộ, nhưng cái không có ánh nắng mát mẻ và có hơi tí xe lạnh một xíu, rất là thuận lợi cho việc di chuyển, còn làm cho người ta không thấy mệt mỏi. Đây là những cái khúc cua đi xuống nè mọi người. Đó là cái khúc mà mình đang đổ đèo. Hồi nãy là mình đang lên đèo, bây giờ là đổ đèo này. Khúc này là cái khúc mà mình sẽ đi nó nhanh hơn mà không phải tốn một giọt xăng nào thì phải. Nó rất là nhẹ nhàng. Ở cái chỗ này người ta tận dụng cái nguồn nước suối để mà tạo ra những cái vòi phun nước như thế này, phục vụ cho việc tạo ra cái dịch vụ rửa xe cũng khá là hay. Đây là một cái phong cảnh tuyệt đẹp từ trên cao nhìn xuống. Ở phía bên tay phải mình chúng ta thấy là có những cái ngôi nhà mà người dân dựng lên. Đó là người ta sẽ sử dụng cái nguồn nước suối từ trên đỉnh núi xuống để mà phục vụ cho việc rửa xe cho khách qua đường đấy mọi người. Cùng đường Đèo Cả nó có một cái view cực kỳ đẹp với những cái khúc cua uốn lượn, với đó là những cái cung đường mà những cái tay phượt thủ rất là ưa thích. Với những ai là yêu thích khám phá thì đi qua những con đường này rất là cảm giác rất là phiêu. Hôm nay mình đi là được có một cái thuận lợi nữa, đó là đường xá thì nó rất là vắng so với những ngày Tết nha mọi người. Ngày Tết thì người ta đi rất là nhiều, và đặc biệt là sau Tết thì người ta đi cũng nhiều hơn nữa. Người ta vào thành phố rất là nhiều. Hôm nay mình đi thì nó có một cái thuận lợi lớn, đó là không có xe nhiều, cho nên mọi người nên đi vào cái thời điểm này. Mình tới những cái khúc cua như thế này thì người ta có cái những nhà dân người ta sử dụng cái dịch vụ là rửa xe kia, rất là hay ha. Còn đây là ở trên mình nhìn xuống, phía bên dưới kia chính là biển. Đấy, nó có những cái chỗ này là người ta nuôi thủy sản nha mọi người. Đó là những cái bãi nuôi thủy sản. Ở trên kia Đây là lúc mình đang chuẩn bị hành trình vượt đèo Cả dài 12 km. Các bạn thấy mình đang đi hướng đi lên. Vượt qua con đèo Cả này là sẽ đến tỉnh Khánh Hòa. Đấy đó, ở bên hai khu bên là cái khung sườn đồi núi rất là trùng điệp. Rừng ở hai bên chủ yếu là cây bạch đàn và cây keo là chủ yếu nha mọi người. Cái thời tiết hôm nay thì nó không được thuận lợi cho lắm. Đường thì trời nó mưa râm râm ướt người á, nên đường thì nó vẫn trơn, nên mình di chuyển cũng hơi chậm để đảm bảo cho an toàn. Vô chậm. Đẹp chưa? Chiếc xe chở một cái máy xúc. Đó là một cái khúc cua, ôi đối với mà gặp cái thời tiết mà mưa như thế này, đường rất là trơn, cho nên mọi người mà khi đi qua những cung đường đèo, những cái khúc dốc, khúc cua thì mọi người nên hạn chế tốc độ, tránh cái trường hợp là chúng ta không làm chủ được tay lái như là cái khúc cua này. Nếu chúng ta mà chạy tốc độ nhanh thì chắc chắn một điều rằng sẽ trượt bánh xe. Với cái đoạn đường mà trời mưa như thế này, đường thì lại trơn. Đây là những cái khúc cua mà đẹp nhất nè. Đó là, đây là khúc cua cánh chó của đèo Cả. Khúc cua này là một cái khúc cua nguy hiểm nhất trên đèo Cả. Nếu chúng ta mà đi nhanh đó, thì nó sẽ lấn qua làn đường bên kia, và làn đường bên kia thì cũng sẽ có những cái chiếc xe nó đi ngược chiều trở lại, thì khi đó mà chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, không đảm bảo an toàn nha mọi người. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình đi trên những cái khúc cua, những đường đèo, nhất là trong cái thời điểm mà mùa mưa như thế này, mưa gió, thì chúng ta nên chạy tốc độ vừa phải để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa chúng ta có thể là ngắm cảnh xung quanh và có những cái trải nghiệm thú vị trên đường đi. Ở đây ngắm nhìn những cái khúc cua này, nó ngoằn ngoèo này, giống như một con dung bò ở trên mặt đất. Chỗ này là cái khúc mà có nhà dân nè. Đây là cái khúc mà qua một cái khúc cua, một đoạn đèo nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi qua khúc này. Đó, rất là nhiều đoạn cong, nên là đi di chuyển bằng xe máy thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý là tốc độ và vững tay lái là quan trọng nha mọi người. Đấy, trường hợp mà chúng ta chạy nhanh thì đầu bên kia nó có xe tải lớn đi ngược chiều trở lại, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Ở những khúc cua này, cái thời tiết hôm nay ấy, nó không được thuận lợi, nhưng cái bên cạnh đó nó tạo ra một cái không gian, một cái khung cảnh rất là tuyệt vời và nên thơ. Nó tạo ở phía xa có những cái khoảng mây lưng chừng núi, giống như một cái thần tiên cảnh. Đây, những đoạn cua như thế này các bạn thấy không? Ở dưới nó có cái xe tải đi lên, rất là nguy hiểm nha mọi người. Còn chỗ rộng như thế này á, người dân á, người ta sẽ xây những cái dựng lên những túp lều và tận dụng nguồn nước suối ở trên núi chảy xuống để phục vụ cho việc là rửa xe cho khách qua đường. Ở chỗ đây nó có một cái khung cảnh, cái khu vực nhà dân ấy, mọi người. Đây là không phải là cái nhà kiên cố đâu, nhưng người ta dựng lên những cái nhà tạm. Tuy nhiên người ta đâu đó người ta vẫn có thể kéo điện ở đâu đó thiệt xa về để mà sử dụng. Nhưng cái chỗ khu vực đó thì không phải là cái nhà của người ta ở đâu. Đó là những cái gì mà mình trải nghiệm ở trên cung đường đèo. Đây, đó là những cái khu nhà đó là bỏ hoang rồi. Nhưng người ta làm cái nơi mà dừng chân á, có những cái nơi dừng chân như thế này. Dọc cái con đường này nó dọc theo bờ biển, phía dưới là cái bờ biển nha mọi người. Chứ không phải là phía dưới là đất liền đâu. Cho nên ở trên này nó có một cái khung cảnh đẹp. Và các bạn xem video yêu thích, các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất từ kênh 365. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Và cuối cùng mình cũng đã vượt qua đèo Cả với chiều dài 12 km. Và đây là mình đang đi trên địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Ở đây là cái khu vực dân cư gần sát với bờ biển, chạy dọc theo bờ biển, nằm ở dải đất miền Trung xinh đẹp. Khi mình vượt qua đèo Cả thì cái thời tiết ở phía trong, càng vào phía nam thì trời càng nắng và trời không còn nhiều mây và mưa nữa. Và mình quyết định là tháo áo mưa, cởi áo mưa ra để có cái cảm giác thoải mái hơn. Đây, và tiếp tục cuộc hành trình vào phía nam. Như các bạn thấy là càng vào nam thì thời tiết sẽ ấm lên và trời sẽ không còn mưa nữa. Và bây giờ là 12 giờ rồi, mình vượt qua cái đèo Cả. Đây là cái phía chân dưới một con đèo khác có tên gọi là đèo Cổ Mã. Con đường đèo này nó cũng là đèo nhỏ thôi, chứ nó không phải là đèo dài như đèo Cả. Tuy nhiên nó cũng có một cái đường hầm, gọi là đường hầm đi qua đèo Cổ Mã. Các bạn thấy cái biển trắng kia chính là cái hầm đèo Cả. Trước khi mà có hầm đèo Cả thì ở khu vực này là cái chỉ có một con đường duy nhất là tuyến quốc lộ 1. Và sau khi người ta xây dựng cái hầm Hải Vân xong thì người ta rút kết cái kinh nghiệm rồi sẽ người ta thi công đến con đường đèo Cả. Và những con đèo nhỏ khác để rút ngắn cái thời gian di chuyển của người dân và đảm bảo an toàn giao thông hơn, nhất là những cái phương tiện mà xe tải, xe khách sẽ đi qua hầm thay vì đi qua đường đèo cam co. tìm ẩn nhiều cái nguy cơ. Bây giờ cũng là trưa rồi ha, mình tiếp tục cái chạy cách khoảng thành phố Nha Trang khoảng 60 km nữa là mình đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ở cái chỗ này là cái chỗ mà trước đây ấy, chưa có đèo thì người ta chưa mở rộng cái đường này, nhưng khi người ta mở cái đường hầm ra thì cái diện tích con đường này tại cái địa phận này nó mở rộng ra nhiều hơn nhiều.